mọi người ha. Hôm nay mình mua được cái mạch điều khiển quạt từ xa. Sẵn tiện đây mình lắp cho mọi người xem ha. Thì cái mạch này mình mua ở Shopee nó là 85.000 mọi người. Chưa tính là cái phí ship. Cái mạch này lắp cũng rất là dễ. Đây là cái remote điều khiển. Giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái quạt mình ra để mình lắp. Chào. Mình thấy cái quạt này nó cũng quạt theo tường, mình lắp cái mạch này nó tiện cái mình khỏi phải nó tiện, mình dùng remote mình theo cao, dùng remote mình điều khiển nó tiện hơn. Này mọi người để ý cái sợi dây nguồn, hai sợi dây nguồn. Còn bốn cái sợi số thì mình đấu vào cái nào cũng được. Chủ yếu là đấu hai sợi nguồn cho nó chính xác. Mình tiến hành cắt cái ba cái sợi dây số ra. Đây nó có ba sợi dây số với một sợi đỏ là sợi nguồn với một cái nguồn chung đi lên cái tụ sợi màu xám. Bóc mấy cái nhỏ nó điện ra trước. Đây gồm có 3 số, số 1, số 2, số 3. Số nguồn AC thì hai sợi AC này mà người số 2 là nó cái nguồn 1 và 2. Số 2 với cơm nó là nguồn chung nha mọi người. Giờ mình đấu 3 cái dây số vô trước. Dây số này mình đấu sao cũng được. Còn muốn đóng đấu đúng thứ tự cũng được, còn không mình đấu đại ba dây số đóng vô ba ngõ đó, ngõ nào cũng được.
tấm viên nguồn màu đỏ vô chữ AC1. Nguồn là từ cái chu cắm vô có hai sợi. Còn cái chân của cái tụ quạt á, mọi người đấu vô cái chữ cơm á, cái cổng cơm á, là của cái tụ quạt, một đầu của cái tụ quạt vô. Còn một đầu thì nó đi vô trong cái cuộn dây. Đơn giản lắm, dễ đấu. Dây này của cái tụ đầu của tụ quạt vô ba dây số. Rồi mình ghim điện mình test thử nha mọi người, test cho anh chạy thử, sau đó mình lắp. Chạy nha mọi người, để ý cái bóng đèn sáng này nó chạy vậy đó. Cái mạch này sau khi lắp xong rồi mọi người để vô trong á, để cho nó gọn lại vô trong, đưa cái đầu, có một cái đầu nhận tín hiệu đưa cho ra ngoài. Mình gỡ bỏ cái công tắc của cái quạt cũ đi, đưa cái sợi dây ra cho nhận tín hiệu. Quạt này thì mình chỉ dùng nút nguồn với nút số à, còn mấy nút kia không có dùng. Quạt này chỉ đơn giản dùng nút nguồn với nút chuyển số. Hiện giờ rồi mình không có nút hiện giờ nữa. Giờ mình lắp xong rồi, giờ mình mở gắn vô tường điều khiển.
chuyển số.